ai mình về các bạn ơi. Đây chiếc 05 bữa hổm quay nè. Đó. Đâu? À, đây chiếc nè. Đây là chiếc mình chạy lần này các bạn. Không biết, không gần. Đi nước mặn đó, xét chừng. Hello, chào các bạn. Đã hết thời gian nghỉ Tết thì các bạn ơi, nguyên cái Tết mình không có đăng clip. Giờ mình đăng clip đầu năm nha các bạn. Bữa nay là mùng 6 Tết này. Mình đang ở cái phà 05 lần nè các bạn. Rồi mình quay sơ lược vòng vòng cái chiếc phà 05 này, rồi mình qua quay chiếc 07 cho các bạn xem nha. Chiếc 05 càng dài càng 15m này các bạn. À, đậu kiểu này cho đồng phà mà. Thì nó cũng như cũ thôi, cũng như lần. Anh tài xế, tài xế chiếc càng dài nè các bạn. Tài xế ơi, ăn Tết vui không anh? Bình thường. Bình thường hả? Sao bữa nay xuống phà sớm vậy? Người ta thường thường mùng 9 tao mới đi mà. Hết tiền đi sớm. Hết tiền đi sớm hả? Anh nói hết tiền đi sớm mà. Còn tiền thì đi chơi, hết tiền đi sớm. Rồi giờ mình rủ ảnh lại chiếc 07 kia quay các bạn. Các bạn cùng theo dõi anh em mình lại coi chiếc 07 nha. Được rồi, tắt đi ông nội. Được rồi. Isuzu 6 máy luôn. Trời. Hết chỗ ngủ luôn rồi nè. À, chỗ ngủ còn chút xíu à. Mấy ông nội chắc đi ủi không quá. Vậy đó mới chạy kịp ta. Rồi để mình quay chiếc xe cuốc nha các bạn. À đây chiếc 07 cần mấy cả 20 mét vậy bạn. Nãy không hỏi rõ là nhiêu mét nữa.
quá cho bự các bạn ơi. Mình đi về các bạn ơi. Đây là chiếc 05 bữa hổm quay nè. Đó. Đâu? À, đây chiếc nè. Đây là chiếc mình chạy lần này các bạn. Không biết, không gần. Đi nước mặn đó, xét chừng. Thế đó chiều 3 chứ không phải chiều 5.